Xin chào quý khách quay trở lại với kênh Đồ Đá La Xuyên. Hôm nay bên mình muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn một siêu phẩm được chế tác từ vỏ sò tai tượng. Vỏ sò tai tượng này là vỏ sò đá hóa thạch có tổng chiều dài lên tới 95 phân. Tổng chiều dài là 95 và tổng chiều rộng là 55 phân. Vỏ sò này rất là dày và được chế tác, được các nghệ nhân hàng đầu gốc nghề chế tác nên tác phẩm chính là mã đáo thành công. Đấy. Điểm đặc biệt của vỏ sò tai tượng này là thấu quang khi chúng ta soi đèn flash, đặc biệt là vào ban đêm. Đấy. Các cái điểm thấu quang này, tất cả mọi điểm chỉ có vỏ sò hóa thạch mới có. Đấy. Chúng ta có thể thấy các nghệ nhân điêu khắc kênh bong, mòi móc luôn. Rất là đẹp nhé. Chiếc vỏ sò này thì mình đang làm cho khách hàng tại An Dương, Hải Phòng. Đấy, chiếc vỏ sò rất là đẹp, được điêu khắc mã đáo thành công. Và bên đây là cây tùng. Đấy. Các gốc cây tùng này. Đấy, thấu quang rất là đẹp nhé. Tất cả mọi điểm luôn. Tất cả mọi điểm đều thấu quang khi chúng ta soi đèn. Đó. Bức tranh mã đáo thành công này thì có 8 chú ngựa. 8 chú ngựa thì có một chú sẽ quay đầu về để báo cái niềm tin thắng lợi. Đó chính là mã đáo thành công. Ngựa chạy trên vùng đồi núi này. Các phần chân ngựa, tóc ngựa, mắt, bờm ngựa được bên mình thiết kế rất là đẹp. Quý khách nào muốn điêu khắc vỏ sò tai tượng thì cứ liên hệ trực tiếp với bên mình qua số hotline 0969127886. Đồ đá mỹ nghệ La Xuyên sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn. Đấy, chúng ta có thể thấy không ạ, các cái chú ngựa này rất là đẹp. Đấy, thấu quang khi soi đèn luôn. Bình thường không có đèn flash thì nó sẽ là ngựa trắng này, khi chúng ta chiếu vào này. Đấy, sẽ thấy được cái điểm thấu quang. Đây là vỏ sò hóa thạch trên hàng ngàn năm rồi, là rất rắn, rắn hơn đá rất là nhiều. Và cái thời gian điêu khắc một cái vỏ sò như này nó dao động khoảng từ 30 tới 35 ngày. Chúng ta có vỏ sò chúng ta nên liên hệ để điêu khắc sớm để sẽ được sở hữu các cái siêu phẩm. Đó, thấu quang rất đẹp nhé. Đây là vỏ sò hóa thạch. Đó. Khi để không thì nó sẽ hiện ra màu trắng như này. Và đã được bên mình mài nhẫn đánh bóng. Hai đầu ở bức bát mã này là hai cây tùng. Đấy. Các cái gốc cây tùng đây được điêu khắc các cái hốt cây này, rất là đẹp. Mọi người muốn điêu khắc cái tác phẩm vỏ sò tai tượng hóa thạch này thì cứ liên hệ trực tiếp với bên mình. Vỏ sò này cũng rất là nặng. Đầu tiên nó nặng cả tạ. Dài 95, rộng 55 và có độ dày khoảng 20 phân. Chúng ta thấy không? Rất đẹp nhé. Tất cả mọi chú ngựa luôn đều trong suốt, có thể nhìn xuyên thấu. Và chúng ta hay gọi đây là thấu quang đấy. Đó. Tất cả mọi điểm nhé. Tất cả mọi điểm, không ngoại trừ một điểm nào trên vỏ sò tai tượng. Quý khách thấy đẹp thì hãy chia sẻ, hãy like, đăng ký kênh. Và quý khách nếu có vỏ thì hãy liên hệ trực tiếp bên mình để được điêu khắc sớm nhất. Và phía sau phần là vỏ sò tai tượng này thì bên mình giữ thô để nguyên. Đấy. Bên mình có thiết kế thêm cho khách hàng, đó là một cái giá đỡ như này để chúng ta đỡ cái vỏ sò rất là nặng. Quý khách hàng nào muốn làm một gốc cây để vỏ sò thì cứ liên hệ trực tiếp bên mình sẽ làm nhé. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi video clip. Hẹn gặp lại quý khách trong các video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.